Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Quảng Ninh sản xuất kinh doanh đi đôi với phòng dịch hiệu quả. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra hướng dẫn mới về chất lượng không khí. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch COVID-19 vào địa bàn, huyện Quảng Trạch đã kích hoạt thêm 19 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với thị xã Ba Đồn và địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao. Để kịp thời động viên tinh thần các lực lượng tuyển đầu phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các điểm chốt trọng yếu, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đến thăm, tặng quà, động viên lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại hai tuyến đường chính của huyện nối với thị xã Ba Đồn. Chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc trong thời tiết mưa gió, lãnh đạo huyện Quảng Trạch mong muốn các lực lượng trực chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh tại địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các ban ngành địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn. Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và nguồn cung vaccine hạn chế, sau khi có công văn hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo việc tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho người dân an toàn hiệu quả. Cụ thể, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong trường hợp bất khả kháng, khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2. Theo đó, nếu đã tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất, thì mũi 2 có thể tiêm vaccine Pfizer và ngược lại. Để đảm bảo người dân được tiêm đủ mũi vaccine theo quy định, đảm bảo hiệu quả và an toàn, Ủy ban nhân dân các tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các địa phương khẩn trương chỉ đạo các điểm tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch lên danh sách đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna đủ thời gian mà không có vaccine Moderna để tiêm mũi 2 thì sử dụng vaccine Pfizer để tiêm mũi 2 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn của vaccine để tạo được sự đồng thuận cao. Sở Y tế chấn chỉnh nhắc nhở chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa trực thuộc sở và các điểm tiêm vaccine COVID-19 về việc tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người được tiêm chủng ngừa COVID-19 và báo cáo theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục, dạy và học trực tuyến, Viettel Quảng Bình đã triển khai cài đặt miễn phí phần mềm quản lý học và thi trực tuyến K12 Online. Phần mềm quản lý học và thi trực tuyến K12 Online.vn là hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý đào tạo, dạy học, thi, đánh giá trực tuyến dành riêng cho cả cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa trên các định hướng quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh, các cơ sở giáo dục dạy và học trực tuyến giữa mùa dịch. Viettel Quảng Bình đã hỗ trợ cài đặt miễn phí phần mềm K12 Online cho 100% trường trung học cơ sở, 30% trường tiểu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Hiện nay, Viettel tiếp tục hỗ trợ cài đặt phần mềm K12 Online cho 63 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông với gần 23.000 học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Việc hỗ trợ cài đặt miễn phí phần mềm quản lý học và thi trực tuyến K12 Online của Viettel Quảng Bình nhằm góp phần hỗ trợ các trường học, giáo viên, học sinh, học tập và giảng dạy tốt hơn trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19. Qua kết quả xét nghiệm sàng lọc giám sát, trong 24 giờ qua, ngành y tế Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 9 ca nhiễm mới trong khu vực phong tỏa phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, thêm 52 bệnh nhân được xuất viện. Ngoài ra có 1 ca trong khu phong tỏa xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, 10 ca ở cả khu cách ly tập trung, 2 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh là 1.582 ca. Đã có 910 bệnh nhân được chữa khỏi và được xuất viện, còn 668 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Có thể thấy số bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 đang có chiều hướng tăng. Đây là một tín hiệu vui trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong 5 ngày qua, một số địa phương như thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh không ghi nhận thêm ca dương tính nào.
Điều này cho thấy công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương này đang có kết quả tốt, cơ bản được kiểm soát. Hiện nay tỉnh cũng đã chuyển trạng thái mới, nới lỏng mức độ áp dụng phòng chống dịch ở một số vùng địa phương. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, vẫn còn nhiều ca được phát hiện ở cả khu phong tỏa ở thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch. Chính vì vậy, người dân không được phép chủ quan lơ là khi mà nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn. Sau gần một tháng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại một số địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã bắt đầu hoạt động trở lại. Việc tái sản xuất kinh doanh cũng đã được cấp ủy chính quyền địa phương này kịp thời quán triệt, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Xã Võ Ninh là một trong 7 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện Quảng Ninh chuyển sang trạng thái mới sau một thời gian thực hiện có hiệu quả chỉ thị 16 và chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Hơn một tuần qua, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã bắt đầu hoạt động trở lại. Nhiều đơn vị phải đẩy nhanh khối lượng thực hiện công việc để đảm bảo giao hàng đủ số lượng và thời gian đã được ký kết với các đối tác khách hàng. Khi chỉ thị 16 thì thường chấp hành theo quy định của nhà nước, không hoạt động được thì hàng hóa rất là phức tạp và khó khăn, chậm trễ cho khách hàng. Nay thì trở lại chỉ thị 15 thì trường hoạt động lại thì rất là mừng và phấn khởi. Đồng thời là làm theo chỉ thị phòng dịch thì khát quản và được rửa tay, rồi khẩu trang đúng theo chỉ thị 5K. Công nhân ở đây toàn người địa phương thì đã cho toàn xưởng chị em công nhân xưởng máy là tiêm vaccine mũi 2, đã hoàn thiện mũi 2. Tại các địa phương, các đơn vị thi công các công trình cũng đã được tái khởi động. Các đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để khẩn trương hoàn thành các tuyến đường giao thông, nhất là các tuyến đường liên xã, phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa và các công trình phòng tránh lũ cho người dân trên địa bàn. Chủ đầu tư và nhà thầu, chính quyền cơ sở thường xuyên nắm bắt giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời để công trình dự án kịp tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ. Sau thời gian giãn cách xã hội của tỉnh, công ty chúng tôi đã thi công trở lại bình thường để đáp ứng cho đúng thời gian và tiến độ xây lắp gói thầu. Công trình này là để phục vụ tránh lũ cho 3 xã là Võ Ninh, Hàm Ninh và Di Ninh. Phía công ty là nhắc nhở anh em công nhân thực hiện đúng 5K, quy định của Bộ Y tế. Công nhân đều đeo khẩu trang và nói chung là có khoảng cự ly khoảng cách đúng quy định để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế. Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch theo yêu cầu, đồng thời tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh, đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa trên địa bàn. Chúng tôi đã phối hợp để mà hỗ trợ việc là test nhanh, xét nghiệm cho công nhân khi trở lại làm việc, rồi cũng hỗ trợ để tiêm vaccine cho đội ngũ công nhân. Đến hôm nay thì cả cái doanh nghiệp lớn đó chúng tôi đã triển khai tiêm vaccine sắp xỉ được 50%. Rồi là đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, các xã thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp trong việc là hỗ trợ trong tiêu thụ sản phẩm cũng như là một số nội dung có liên quan khác. Trong thời gian tới chúng tôi xác định diễn biến dịch bệnh đang còn hết sức phức tạp. Cho nên ngoài việc là thường xuyên phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thì cùng với đó là ra soát các cái nhiệm vụ có liên quan trong phát triển kinh tế xã hội, trong việc giải ngân vốn đầu tư công, trong đó là có liên quan các doanh nghiệp thi công các công trình trên địa bàn và phấn đấu theo đúng tiến độ đến 30/9 là phấn đấu đạt được nhất là 60%, và cuối năm thì cơ bản là hoàn thành cái việc giải ngân theo kế hoạch. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới. Với quan điểm không chủ quan trong phòng chống dịch, huyện Quảng Ninh quyết tâm thực hiện đồng bộ các quy định, biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế,
khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Hôm qua ngày 22 tháng 9, huyện Quảng Ninh và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng tự nhiên cho người dân các xã vùng ven khu rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2025. Những nội dung trọng tâm trong hợp tác gồm xây dựng các mô hình sinh kế bền vững gắn với hình thức liên kết chuỗi giá trị nhằm tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác để liên kết các hộ dân làm đầu mối tham gia vào các chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm nghiệp, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân có rừng trồng quản lý bền vững tham gia chứng chỉ rừng FSC, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng rừng trồng, phối hợp về mặt kỹ thuật để xử lý những vấn đề bất cập liên quan đến lấn chiếm rừng và đất rừng trên địa bàn. Thực hiện các hoạt động sinh kế ngắn hạn để góp phần ổn định đời sống, giúp người dân có điều kiện tập trung vào hoạt động trồng rừng gỗ lớn, nghiên cứu thêm về các loài lâm sản ngoài gỗ như mây, tre, dược liệu, trồng dưới tán rừng tự nhiên cho các hộ dân nhận khoản bảo vệ rừng. Năm 2021, huyện Tuyên Hóa đã quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do thiên tai. Đến nay, các ngôi nhà đang được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo cho người dân sớm có nơi ở mới trước mùa mưa lũ. Theo đó, có 22 hộ đồng bào Mã Liềng, dân tộc Chất tại xã Thanh Hóa và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, tổng kinh phí đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1,98 triệu đồng, quỹ vì người nghèo huyện đối ứng 308 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận huyện 486 triệu đồng. Khởi công xây dựng từ đầu tháng 8 năm 2021, đến nay các căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Đến kiểm tra tiến độ các công trình, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân làm nhà đúng mục đích yêu cầu đã đề ra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo cho người dân sớm được dọn về nơi ở mới khang trang kiên cố trước mùa mưa bão, ổn định đời sống, sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Điện lực Bố Trạch đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Điện lực Bố Trạch đã huy động máy móc, nhân lực, tổ chức phát quang hành lang, kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp, bổ sung thay thế những vị trí cột xung yếu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão cho toàn thể người dân nhằm ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Minh Hóa đang tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để vận động, hỗ trợ các đơn vị để nhanh tiến độ hoàn thiện các sản phẩm theo lộ trình đăng ký. Đến nay, huyện Minh Hóa đã có 2 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, thông qua thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần thúc đẩy tính sáng tạo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình sản xuất, động viên các chủ thể sản xuất mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Huyện Minh Hóa đặt mục tiêu đến cuối năm nay có thêm 2 sản phẩm được công nhận gồm mật ong Minh Hóa và sản phẩm cốm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại sản phẩm trà cỏ máu và nâng cấp sản phẩm dâu lạc Nông Việt lên 4 sao.